Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Đau bụng không rõ nguyên nhân nên đi khám, người phụ nữ phát hiện sai sót của y tá từ gần 20 năm trước. Một phụ nữ ở tỉnh Narathiwat phía nam Thái Lan đã phải cầu cứu tổ chức Bavina vì trẻ em và phụ nữ sau khi một y tá vô tình quên kim tiêm trong âm đạo của cô khi đang khâu vết thương cho cô sau khi sinh non. Hôm thứ Hai 4 tháng 11, ông Aruman Wangoy, trưởng làng, đã gọi điện cho bà Bawina Hosakun, chủ tịch tổ chức Bavina vì trẻ em và phụ nữ, để nhờ giúp đỡ cho người phụ nữ này. Vị lãnh đạo này cho biết, người phụ nữ không đủ khả năng chi trả các chi phí điều trị và phẫu thuật cần thiết để rút cây kim ra khỏi cơ thể. Được biết, người phụ nữ đã sinh con cách đây 18 năm tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình khâu vết thương sau khi sinh con, một y tá đã vô tình làm rơi một chiếc kim vào âm đạo của cô. Bác sĩ đã cố gắng xác định vị trí kim bằng tay nhưng không thành công. Người này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục khâu để ngăn ngừa các biến chứng nặng hơn và mất máu cho bệnh nhân. Thật không may, chiếc kim đã khiến người phụ nữ liên tục đau bụng dưới kể từ đó. Người phụ nữ đã chụp X-quang vào năm ngoái tại một bệnh viện ở tỉnh Songkla phía Nam và kết quả cho thấy chiếc kim vẫn còn tồn tại. Bác sĩ đã lên kế hoạch phẫu thuật cho cô hai lần nhưng không thể tiến hành vì cây kim tiếp tục dịch chuyển, gây khó khăn cho việc xác định chính xác vị trí để đưa nó ra ngoài. Người phụ nữ đã phải đến bệnh viện 3-4 lần mỗi tháng cho quá trình điều trị tiếp theo và việc điều trị này được chi trả theo chương trình phúc lợi của Văn phòng An ninh Y tế Quốc gia. Tuy nhiên, các chi phí bổ sung cho việc ăn uống và đi lại đã trở thành gánh nặng tài chính cho gia đình. Người phụ nữ sau đó đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ lãnh đạo cộng đồng của mình với hy vọng cuối cùng họ có thể lấy được chiếc kim ra. Bavina Hosakun, người sáng lập quỹ, hứa sẽ hỗ trợ cô và phối hợp với Văn phòng An ninh Con người và Phát triển Xã hội tỉnh Narathiwat để giải quyết trường hợp của cô. Báo cáo không nêu rõ liệu người phụ nữ có ý định khởi kiện bệnh viện, bác sĩ hoặc y tá liên quan đến vụ việc hay không. Trong một trường hợp liên quan, một phụ nữ Thái Lan khác đã suýt mất mạng sau khi đội ngũ y tế để quên gạt bên trong tử cung của cô trong quá trình điều trị ung thư. Cô bị nhiễm trùng nặng và phải nhờ đến giới truyền thông để đòi công lý sau khi bệnh viện phủ nhận trách nhiệm.